Xin chào các bác đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp full carbon và bộ chuyển động Shimano full Ultega. Thì đây là một chiếc xe mà chắc hẳn là các bác xem kênh em hoặc là nghiên cứu về xe đạp cũng không còn xa lạ đến cái khái niệm gọi là carbon low lim. Thì nó là một cái loại carbon mà carbon trần, không có sơn và cũng không có tên thương hiệu gì cả. Nó là một loại khung carbon nguyên si như này. Một chiếc xe gọi là carbon low lim và đã chạy bộ group Shimano Ultega, khá là ngon, gần như là cao cấp nhất chùm cuối trong dòng Shimano xe đua rồi. Dòng Ultega full một bộ group Ultega từ bộ đè chuyển số đến đùi đạp và cặp phanh ba mảnh là tay nắp full một bộ group Ultega. Cấu hình nó cũng khá là ngon và cao, khung carbon nó khá là nhẹ. Sử dụng cặp vành của Mavic thương hiệu Pháp, cặp vành này cực kỳ ngon xịn, cặp vành chính hãng hay cuối lổ. Phần trước này cũng máy gương Mavic này, đánh bi vòng tâm lốc và được làm dẹp chém gió để cho các bác đi đường trường cái tốc độ nó sẽ tốt hơn là những cái đũa tròn như này. Vành Mavic, một cái vành mà cũng rất là quen với các bác chơi xe này, Mavic thương hiệu Pháp. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, 52 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m 56 57 đến khoảng 1m 76 77 thì phù hợp. M80 thì cũng đi con này được, nó hơi nhỏ này, cho yên cao lên đi cũng được. Chuyển động Ultega này, dòng cũng gọi là cao cấp gần như là nhất của dòng Shimano về xe đua, chuyển động rất là ngon lành mượt mà. Thì cái giá bán của chiếc xe này anh em đang bán mức giá chỉ có là 16.800.000 cho một chiếc xe đạp full carbon và cấu hình Shimano Ultega, 16.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.